Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính chào chư vị thiện hữu tri thức. Đây là chương trình học Phật cùng Thầy. Hôm nay là ngày 14 tháng 7, 2019. Con đang ở tại Trường Đại học Phật Giáo Quốc tế Thái Lan. Hôm nay con kính trả lời một câu hỏi liên hệ đến chủ đề bố thí. Một Phật tử hỏi rằng, bố thí làm sao để bòn được phước và tránh được ác nghiệp trong việc bố thí đó? Kính thưa quý Phật tử, trong Kinh Phân Biệt Nghiệp Báo, Phật có dạy là cái niềm hạnh phúc tâm hồn của mình và cái sự giàu có về vật chất ở kiếp này không phải do 100% sự chăm chỉ tài năng của mình ở kiếp này mà có được đâu, mà bởi vì bao nhiêu phước báo do việc bố thí của mình ở kiếp trước mình chia sẻ, mình gây tạo nữa đó. Bố thí không nhất định là ở trên cho xuống ở dưới, người lớn cho người nhỏ, người giàu cho người nghèo, mà bố thí là một sự chia sẻ đơn thuần giữa người với người trên hai phương diện cơ bản là vật chất và tâm hồn, là tinh thần. Để dễ hiểu, con lấy một ví dụ để hình dung. Đây là ổ bánh mì con có. Đây là bốn đối tượng con có cơ hội làm việc bố thí cho họ. Thì coi thử như thế nào thì con cho họ thì con được phước, như thế nào thì con cho họ con tạo tội, gây ra cái nhân bất thiện để mình và người khổ như kết quả về sau. Thứ nhất là người dân nước lã ngoài xã hội kia, khi họ cần họ hỏi con có bánh mì không, con vì ích kỷ cho nên giấu đi và nói không có, gian dối, phạm giới thứ ba của nhà Phật, tạo tội. Con lại trộm cắp những gì họ có, phạm giới thứ hai của nhà Phật, tội còn nặng hơn, đó là tạo tội. Còn trong mối quan hệ đó, có bánh mì không? Dạ có. Dù cho một miếng rất nhỏ thôi, bằng cái tâm chân thành. Nếu đó là một con kiến nó nhận, nó ăn được cái miếng bánh mì đó, mình cũng xin phước huống hồ về một con người. Đó là xin phước. Trường hợp thứ hai là có bánh mì không? Dạ có. Bẻ một nửa cho mình, một nửa cho họ. Đó là tình bạn. Xin phước. Có điều, thí ân thì đừng cầu đền đáp. Thí ân cầu đền đáp là thí ân tạo ra tội. Thí ân có mưu đồ. Ghét cái thằng đó, mới cho nó mượn tiền hôm qua, hôm nay nó gặp mình không một lời chào hỏi. Thà đừng tạo một cái thi ân nho nhỏ để khỏi cái phán xét và nhìn bằng cặp mắt phiến diện, thiên kiến về một con người, để ta còn giữ qua lại với họ một cái mối quan hệ người người bình thường, vui vẻ, giữ nụ cười cho nhau. Cho một chút, 2-3 phút, một thứ rất nhỏ mà để cho tâm mình mất đi một mối quan hệ của tình bạn, thì quả thật đó không tạo tội chứ là gì. Điều này ta thường hay gặp phải trong đời sống hàng ngày lắm. Ta cho xong rồi, ta cho, ta giúp xong rồi họ quên mình, hoặc là họ vô tình không nhớ, không đền, không hỏi thăm, khiến như mình khá là tổn thương. Khi mình tổn thương bởi vì mình đã giúp ai trước đó là biết mình đã cho mà có mưu đồ nha, và học cách cho không có mưu đồ, tiến bộ lên một chút. Thứ ba là ổ bánh mì của mình bẻ một nửa cho họ, một nửa không phải để cho mình mà là để dành cho họ khi cần khi thiếu về sau, đó là gia đình. Được phước chứ, làm việc báo đáp cho những người có ân đức giúp đỡ hỗ trợ mình, sinh thành ra mình như cha mẹ, anh em, họ hàng, bà con quyến thuộc, được phước chứ. Nhưng mà tránh điều này, đó là làm việc nghĩa, việc ân, đền đáp thì đừng có, nhất là kể lễ, hai là khoe khoang. Kể lễ khoe khoang, cái nhà này này, gia đình này này, tôi đã hy sinh biết bao nhiêu là công sức, tiền bạc, của cải, thời gian, vậy nhưng mà khi chia sẻ ra những gì lợi ích thì tôi không được cái thế này thế kia, mà ai đó được. Khi đền đáp, khi làm việc tình việc nghĩa, đó là mình có được cái âm phúc cho mình. Kể lễ than vãn và đòi chia sẻ thì tự động nó mất đi. Điều này chúng ta rất là hay mắc phải trong đời sống gia đình. Những người anh em hay kể lễ nuôi cha mẹ trong gia đình lắm. Và như vậy thì mình mất đi cái âm phúc. Đáng lý ra mình nên giữ đó để làm cái phúc cho riêng mình, cho cháu, cho con mình đời sau. Từ đằng này làm một ít kể lễ khoe khoang thì nhiều. Tránh cái điều đó. Thứ tư là cái mối quan hệ. Có bánh mì không? Có. Và cho hết luôn. Đó là mối quan hệ đặc biệt, tình yêu. Tình yêu mà cũng tạo ra phước sao? Trong mối quan hệ, cho đi đó. Có chứ.
Đó là khi mình thương thật lòng một ai đó, mình không nghĩ gì cho riêng mình nữa. Tức là fall in love. Fall tức là rớt xuống, rớt cái gì? Cái tôi tham lam ích kỷ của riêng mình. Mình mất đi cái tự ngã bản thân mình thì mới là tình yêu đích thực. Yêu như vậy thì sinh ra phước. Lúc nào cũng nghĩ đến cho người, mong cho người hạnh phúc. Còn tránh cái này để nó khổ sinh ra tội, đó là yêu cuồng si, yêu tham lam vì bản thân mình. Khi yêu như vậy thì người đó đi vắng, mình sẽ người đi một nửa hồn tôi mất, và một nửa hồn kia bỗng dại khờ. Vì khi ở bên họ mình hưởng thụ quá nhiều, khi họ đi món ăn mình mất, mình không biết tìm đâu ra món ăn nữa, cho nên mình ngơ ngơ ngáo ngáo. Thì đó không phải là yêu sinh phước mà là yêu sinh tội, làm mình khổ. Và nếu như họ lừa dối mình hoặc họ không có đáp ứng cái nhu cầu mình nữa, mình sẽ hận họ. Có phải là tạo ác nghiệp hay không? Như vậy, đối với cái phước hữu lậu thôi đó, tức là trong những cái mối quan hệ hàng ngày, chúng ta sẽ tạo ra phước được, nhưng mà cái phước nó sẽ mất đi do khi ta hưởng, khi sanh thiên hoặc là làm người. Nhưng mà để có được cái phước trọn vẹn trong cái phước hữu lậu đó cũng rất khó. Cho nên chú ý, khi mà ta làm phước bằng bố thí là tốt rồi, nhưng phải tránh bốn điều sau đây. Tức là cái vật thí phải thanh tịnh, đừng có bằng mọi cách phải lấy được cái thứ mình thích để cho đi, để mong được có phước, không đúng nha. Muốn làm một người vui mà đã vô tình hay cố ý làm một người khổ, như vậy á, què vốn. Thà ngồi không, đừng làm những việc vô ích, huống hồi những việc tác hại cho mình và người bây giờ mai sau. Thứ hai, đừng có kể lể, đừng có khoe khoang những gì mình làm, mình là tốt, mình là đúng và mong ai đó khen mình, mất phước, nếu không nói tổn phước. Thứ ba, đừng có chê trề cái người mà không làm cái việc phước giống mình. Anh đi làm từ thiện chứ, anh làm bao nhiêu? Tại sao anh biết làm? Người như vậy mà không biết làm việc tốt, không biết từ thiện, biết chia sẻ. Mấy người đó thế này thế kia ABCD. Ta giữ giới tốt, ta làm việc tốt, ta chia sẻ nhiều thứ, tự động ta cảm thấy mình thánh thiện và ta cho mình cái quyền để khinh chê cái kẻ không làm giống như ta. Đó là bố thí bằng cái tự ngã. Thứ tư nữa là thi ân đừng cầu đền đáp. Nhớ bốn điều đó. Thì ở trên cái pháp hữu lậu của thế gian pháp này, chúng ta có được cái phước để mà hưởng. Còn con nhà Phật thì là Phật tử, chúng ta tu thêm cái huệ, tức là phước huệ song tu. Thế nào là huệ? Tức là cái phước đó là điều kiện để cho cái thân này nó khỏe, cái môi trường nó tốt, có người thương, để chúng ta khi tu thì chúng ta có môi trường, có thầy, có bạn. Khi ngồi thiền, thân không bệnh, bụng không đói, xung quanh không ồn ào. Khi đi học giống như con thì phải có thầy, có bạn giúp đỡ về vật chất, phải có môi trường đủ điều kiện vừa học vừa tu, phải có đủ sức khỏe, tinh thần minh mẫn, phải có biết tiếng Anh, tiếng ngoại ngữ, vân vân. Rất là nhiều cái phước mà một cách vô hình khi tạo cái nhân nó không thấy, nhưng hiện quả thì hữu hình đấy. Cho nên trên con đường tu tập, cái phước rất quan trọng. Nếu không có phước, không gặp được thầy bạn, môi trường, không có được cái trí tuệ minh mẫn, cái sức khỏe vững vàng, thì khó lòng mà tu được. Sinh ra biên địa hạ tiện, biết đâu giáo pháp mà tu. Nên cái phước rất quan trọng. Nhưng cái phước đó phải được cái tuệ, tức là cái bố thí là một trong ba, một trong cái lục độ ba la mật đi đầu. Nhưng cái phải được cái trí tuệ là cái cuối cùng dẫn đường. Trí tuệ đó dẫn đường đi đâu? Dẫn cái phước báu của mình làm hàng ngày đó, bằng cái việc bố thí đó, đi trên con đường tỉnh thức giác ngộ. Nói rõ hơn là, tức là ta bố thí bằng cái động lực tăng trưởng lòng từ bi, thứ nhất. Thứ hai, muốn gieo cái nhân duyên kết pháp lữ quyến thuộc bồ đề, pháp lữ từ bi với chúng sanh để sau này mình độ họ. Thứ ba, để cho mình bỏ đi cái lòng tham chấp chứa của cái tôi tự ngã mình. Và thứ tư, đó là cái tay này nó đau thì cái tay này tự nhiên giúp, chứ không cần phải hiểu vì sao. Thấy người khổ mình không giúp tự động, mình thấy không được, đó là cái pháp nhân duyên. Tất cả là một. Trên bốn cái phương diện đó thì cái phước ta thực hiện trong việc bố thí nó sẽ đem đến cái phước vô lậu. Vô lậu tức là vô tham, vô ngã. Cái phước đó không có hết, bởi vì nó không có cái đối tượng để hưởng nó ở trên cõi nhân và thiên. Thì tóm lại, khi làm phước tránh bốn điều, tình bốn cái đối tượng, và thêm một cái nữa là tu cái huệ ở trong cái phước, là hướng lên con đường tỉnh thức giác ngộ và giải thoát khỏi sanh tử luân hồi, vô tham vô ngã. A Di Đà Phật. Kính mong đại chúng ứng dụng thực tập và có được lợi ích.